hôm nay đi chích ngừa vaccine. Đi chích ngừa vaccine nè. Đi đâu hả? Đi chích ngừa vaccine. Nó đóng cổng này rồi, nó đông quá, nó đóng cổng nó không cho vô nữa này. Đây là đóng rồi, nó không cho vô. Đông quá tại rồi, nó đóng cổng này. Chắc nó qua cái đợt này nó mới mở, nó mới vừa tôi lúi tới đây thì nó đóng cổng này. Ông cứ đi chích đó hả? Vô được á, vô. Vô gì? Đây đang chờ chích ngừa rồi cả nhà, quá trời đông. Giờ chích xong chờ lấy giấy rồi cả nhà. Mới chích xong giờ chờ lấy giấy nữa về. Này là cái phòng chích nè, giờ chích xong rồi chờ lấy giấy nữa. À, đi về thôi. Này lãnh được giấy chích ngừa rồi, giờ mình đang về nhà cả nhà. À, chích ngừa xong rồi giờ mình lãnh được giấy nè, giờ mình đang về nhà.